Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hot News với MC Khánh Linh, bản tin thời sự đặc biệt của ngày 8 tháng 7, 2021. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm nay Khánh Linh xin chia sẻ đến quý vị bản tin về Việt Nam. Không biết quý vị còn nhớ hay không, cách đây cũng một năm trước thì nước Mỹ của chúng ta cũng đã phải lockdown, cũng phải phong tỏa giới nghiêm trong vòng gần cả tháng trời. Thì ngày hôm nay tại Sài Gòn dấu yêu đất nước Việt Nam cũng sẽ bị phong tỏa, cũng sẽ bị lockdown trong vòng 15 ngày theo chỉ thị 16. Sài Gòn giãn cách xã hội phong tỏa theo chỉ thị 16. Chính quyền Sài Gòn quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo chỉ thị 16 từ lúc 0 giờ ngày 9 tháng 7 để phòng chống Covid-19. Quyết định được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của Sài Gòn tối ngày 7 tháng 7. Cả thành phố đã quyết liệt vào cuộc nhưng diễn biến dịch phức tạp, việc kiểm soát đứng trước nhiều thử thách. Để nhanh chóng chặn Covid-19, Sài Gòn xác định cần làm quyết liệt hơn, xem đây là cuộc chiến thật sự. Và cho biết thành phố sẽ hy sinh lợi ích ngắn cho mục tiêu dài hạn, nâng cao thêm một mức trong phòng chống dịch. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương tận dụng thời gian 15 ngày chỉ thị 16, siết chặt công tác phòng chống dịch. Người dân ra ngoài khi thật sự cần thiết như là làm việc tại nhà máy, công xưởng, khám chữa bệnh. Theo ông Phong thì hiện số ca nhiễm Covid-19 tại Sài Gòn tăng nhanh, nhưng nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo. Do vậy, chính quyền thành phố đề nghị người dân không cần tích trữ hàng hóa, tập trung đông người tại siêu thị hoặc chợ truyền thống. Ngoài một số dịch vụ phải dừng theo chỉ thị 10 như taxi công nghệ và taxi truyền thống từ ngày 9 tháng 7, xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống phải dừng hoạt động. Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương lân cận tổ chức, tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa được liên tục thông suốt. Thành phố kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét hạn chế việc tạm ngừng các hoạt động hàng không và đường sắt đi đến Sài Gòn. Sở Nội vụ sẽ lên phương án cho người lao động sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà, với trường hợp như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý tài liệu mật mới đến công sở làm việc. Số lượng làm việc tại công sở không quá 1/3 tổng số lao động để duy trì các nhiệm vụ của đơn vị, riêng lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% dân số. Sài Gòn áp dụng chỉ thị 16 trong bối cảnh ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 27 tháng 4, đứng đầu cả nước. Những ngày gần đây, số ca nhiễm tính theo ngày tại thành phố liên tục tăng cao. Nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng qua khám sàng lọc ở bệnh viện. Đây là lần thứ hai Sài Gòn phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16. Trước đó thì đầu tháng 4, 2020, cùng với 11 tỉnh thành nguy cơ cao, thành phố áp dụng chỉ thị 16 trong 22 ngày. Đến nay, Sài Gòn đã trải qua 37 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 đã có 14 ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Tinh thần của chỉ thị 16 là gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện và tỉnh cách ly với tỉnh. Chỉ thị 16 còn yêu cầu các phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn, lao động đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn. Người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài nếu thực sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, những nơi không bị đóng cửa và dừng hoạt động. Mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, dừng di chuyển từ vùng dịch đến địa phương khác. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Ngoài các chuỗi lây nhiễm trước đây thì Sài Gòn đang bị ghi nhận 11 ổ dịch phức tạp, nhiều ca nhiễm nằm khắp quận huyện. Từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 7 cho đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 7, thành phố ghi nhận 1.693 ca nhiễm, trong đó có 212 ca tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện và 682 trường hợp đang điều tra, bổ sung thông tin. Thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh đang rất là gay go như vậy mà không biết tại sao Sài Gòn lại vẫn tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp cho các em học sinh. Và qua thông tin trên về việc giãn cách xã hội, tại Sài Gòn nói riêng cũng như là cả đất nước Việt Nam nói chung,
thì cho thấy được rằng có thể những chuyến bay quốc tế muốn bay về Việt Nam trong thời gian sắp tới đây là điều không thể. Thưa quý vị, và sau đây là câu hỏi đố vui của kỳ này. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Xin mời quý vị trả lời hai câu hỏi. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Và bên cạnh đó câu hỏi số 2 là có bao nhiêu người tham gia trả lời câu hỏi kỳ này? Quý vị có thể đoán số người, không nhất thiết và chính xác bao nhiêu người trả lời quý vị nhé. Và gửi về bên email mckhanhlinhusa@gmail.com. Hoặc quý vị có thể nhắn tin chat vào trong fanpage bên Facebook của Khánh Linh là MC Khánh Linh USA quý vị nhé.